lâu lắm mới gặp mà còn gặp nhau là vui rồi. Yeah. Oh my god, in the car. Hoạt động đầu tiên mà Chloe làm, và chắc là của nhiều bạn nữ khác khi Sài Gòn chính thức mở cửa trở lại, chính là đi cắt tóc. Đặt được cái lịch làm tóc ở Hair Bar xong mà Chloe lâng lâng và hơi hồi hộp luôn á. Vừa là vì mình đã chờ ngày này quá lâu để mà cắt và nhuộm lại tóc, và cũng vì Chloe mong được gặp lại các anh chị nhân viên quen thuộc ở Hair Bar. Sau 4 tháng giãn cách thì cảm giác như là mọi cuộc gặp đều trở nên đáng quý hơn. Không biết là mọi người có cảm giác này giống như Chloe không? Nhưng mà thật ra vì Sài Gòn vẫn chưa có thật sự mở lại hẳn, nên đến nơi thì mình mới nhận ra là các anh chị thợ chính hay làm cho mình thì đều vẫn ở quê và chưa có lên Sài Gòn kịp. Thật sự là có buồn một chút xíu, nhưng mà Chloe cũng biết là dù có là ai làm tóc cho mình thì chất lượng ở Hair Bar vẫn luôn như vậy. Và Chloe cũng kịp mua một ly trà sữa to đùng như lúc trước hay vừa ngồi làm tóc và uống boba, cho nên là cảm giác này xúc động thật sự. Không ngờ là những điều ngày trước mình xem rất là bình thường thì bây giờ đều trở nên rất là đặc biệt. Không biết là mọi người đã kịp đi cắt tóc hết chưa? Nhớ để lại comment khoe với Chloe nha. Chào mừng mọi người đến với cái background rất là quen thuộc trong những tháng giãn cách vừa rồi của Chloe. Đợt vừa rồi khi mà ở nhà thì Chloe chiếm đóng luôn ở cái phòng này ở nhà để mà làm cái khu vực làm việc của mình. Ngày hôm nay là 5 tháng 10 và đã 5 ngày kể từ hôm mà Sài Gòn mở cửa giãn cách đến giờ. Nhưng mà đây chỉ là lần thứ 2 mà Chloe ra khỏi nhà thôi. Bởi vì quan điểm của Chloe là mình vẫn sẽ chỉ ra khỏi nhà vào những lúc mình có plan gì đó hoặc là có việc cần thiết. Và ngày hôm nay thì mặc dù là Chloe chỉ đi siêu thị thôi, nhưng mà Chloe cũng ngồi get ready một chút để mà cảm thấy là cuộc sống của mình đang bắt đầu trở về bình thường. Và đâu phải lúc nào cũng có dịp ra ngoài đường đâu. Cho nên là Chloe rất thích ngồi get ready. Và hôm nay á, khi mà Chloe kẻ eyeliner xong thì Chloe chợt là cảm thấy là thật là cũng không cần mascara lắm. Hôm thứ bảy vừa rồi khi mà Chloe đi cắt tóc á, hôm đó Chloe cũng định là mình cũng sẽ ngồi xuống get ready để mà nói về cái cảm xúc hào hứng háo hức của mình. Và lúc đó, lúc mà Sài Gòn vừa mới được mở lại á, nhưng mà ngày hôm đó thì Chloe cũng ngủ dậy hơi trễ, cho nên là Chloe phải tranh thủ đi luôn, bởi vì mình hẹn làm tóc lúc 12 giờ trưa. Cho nên hôm nay Chloe sẽ ngồi nói buồn một chút. Xong rồi 2-3 hôm nay á, khi mà lên Facebook á, thì Chloe bắt đầu thấy app của các brand quen thuộc thân thương của mình trẻ lại là đã mở được các cửa hàng ở trong các trung tâm thương mại rồi. Thế là Chloe cảm thấy cảm giác này nó thật sự lạ lùng. Bởi vì Chloe biết là những nơi như là trung tâm thương mại thì sẽ rất là đông người. Cho nên là một khi mà trung tâm thương mại đã được mở cửa rồi thì có nghĩa là cuộc sống Sài Gòn đã dần trở lại bình thường mới rồi. Và Chloe mong là cái đợt này thì mọi thứ sẽ ổn và sẽ không có tăng thêm ca nhiễm trong cộng đồng nhiều nữa. Không nên ra đường cho nên là sẽ đeo khẩu trang nhiều lại. Cho nên mình sẽ chọn cái thỏi son nào đó mà nó ít dính khẩu trang. Lâu lắm rồi mới được đưa ra những quyết định như vậy luôn. Chloe sử dụng son MAC màu Mullet Over. Và đây là phiên bản Wanderlust Gangnam, rất là xinh. This is the closest thing to traveling to Korea right now. Nói chung Chloe phải công nhận là cái dòng Love Me Liquid và cái dòng Powder Kiss của MAC màu nào cũng xinh hết. This is my final look. Chloe còn 2 bước cho body nữa là mình có thể ra khỏi nhà. Xin giới thiệu mùi hương mới nhất trong collection của Chloe. Ta-da! Đây chính là Narciso phiên bản chai vuông. Đây là Narciso Collection mùi Ambre, tức là Amber. Chai này Chloe vừa mua dịp hãng vừa mới khai trương ở trên Lazada. Và Chloe vừa nhận được cách đây vài ngày. Đây mới là lần thứ 2, thứ 3 gì Chloe dùng chai này thôi, nhưng mà mình đã rất là thích rồi. Một bước cuối cùng nữa là mình sẽ dùng body lotion. Mặc dù những cái ngày nắng nóng như thế này á, thì Chloe đổi lại Chloe sẽ mặc áo 2 giây, Chloe không mặc áo tay dài. Nhưng mà mình vẫn sẽ dùng body lotion. Thứ nhất là để chống cho da mình bị khô. Và thứ hai là Chloe luôn chọn những cái body lotion dùng ban ngày nó phải có chống nắng. Cho nên là mình sẽ kết hợp 2 trong 1. Body lotion ngày hôm nay Chloe dùng sẽ là của Nivea. Đây là Nivea Extra White C&E Vitamin Lotion. Và nghe cái tên này thôi thì mình cũng đoán được cái công dụng của nó là gì đúng không? Thì thông thường Chloe rất là thích dùng những cái lotion mà nó kết hợp dưỡng trắng, dưỡng sáng da như vậy. Chia sẻ thật với mọi người luôn á là Chloe không có dưỡng body được kỹ như là mình dưỡng da mặt. Có nghĩa là hồi xưa có khi Chloe còn không có dưỡng body luôn á. Nhưng mà từ khi mình cảm thấy là tại sao mình có thể dưỡng da mặt được đều đặn 2 lần một ngày mà mình không thể dưỡng body được đều đặn á, thì Chloe đã cố gắng là ngày nào mình cũng dùng body lotion ít nhất là một lần trong ngày. Có nghĩa là những hôm nào mà Chloe cảm thấy là ngày hôm sau mình không có xuống sân, mình không có ra đường á, thì Chloe sẽ dùng vào ban đêm. Nhưng mà những ngày mà có plan đi ra ngoài vào ban ngày, hoặc là Chloe sẽ xuống sân chơi bóng chuyền cùng với em Chloe dạo này á, thì chắc chắn là Chloe sẽ dùng một cái body lotion vào ban ngày mà có kết hợp chống nắng nữa. Có một điều mà bạn sẽ để ý được ngay á, là cái lotion này nó không hề để lại một cái màng trắng trên da, mặc dù có chức năng là dưỡng
trắng có vitamin C, vitamin E. Nhưng mà Chloe lại thích như thế này bởi vì thông thường những cái lotion dưỡng trắng mà nó để lại một lớp màng trên da thì Chloe thấy nó không có tự nhiên. Cho mọi người xem là texture của bạn này là dạng sữa, cho nên khi mà Chloe chuẩn bị thoa tay bên này á thì tay bên này cũng đã khô hết rồi, không có nhiều rít gì hết. Cho nên với lotion dùng ban ngày thì đây là điều mà Chloe thích nhất, bởi vì ban đêm thì mình có thể dùng những cái loại mà dưỡng hơi nhiều hơn một chút cũng được. Nhưng mà ban ngày với cái thời tiết nắng nóng ở Sài Gòn thì Chloe chỉ thích dùng những cái loại nào mà nó khô nhanh thôi. Nó có thành phần một xíu thì bạn này có vitamin C tinh khiết 95% và trong này sẽ có sodium ascorbic phosphate, thì đây là một cái dẫn xuất rất là ổn định của ascorbic acid để mà giúp làm trắng da cũng như dưỡng sáng. Và ngoài ra thì trong này còn có vitamin E và glycerin giúp dưỡng ẩm cho da nữa. Và một điều mà Chloe thấy rất là tiện là trong này có màng lọc tia UV. Và Chloe nghĩ những bạn nào giống Chloe, mình không ở ngoài trời trực tiếp quá lâu thì mình có thể dùng bạn này cho hai bước là dưỡng và chống nắng luôn. Nhưng mà những bạn nào có hoạt động ngoài trời lâu thì tất nhiên là vẫn nên dùng thêm kem chống nắng thì sẽ rất là tốt. Chloe thấy hãng có nói đây là nếu mà dùng sản phẩm này đều đặn thì da sẽ sáng lên trong 7 ngày. Cho nên là bạn nào đang tìm một cái lotion dưỡng trắng cho da thì có thể tham khảo bạn này nha. Và nhớ là dùng đều đặn. Một điều nữa là bạn này có mùi thơm nhẹ nhàng, một chút floral, một chút citrus. Cho nên là hôm nào mà bạn không dùng thêm nước hoa thì cơ thể mình vẫn thơm. Trước khi đi thì cho mọi người xem outfit của Chloe đi siêu thị. Đầu tiên là áo 2D của Calvin Klein. Xong rồi Chloe mặc short snow game của We Studio. Chloe chọn giỏ nâu của Coach cho nó cùng tông màu. Và sau 4 tháng thì đôi giày nó đã đóng bụi luôn mọi người. Và cuối cùng là mẹ Chloe có làm cho Chloe một cái list những gì mẹ cần mua. Mẹ Chloe thật là old fashioned, I love it. Louis, Tê. Chloe gọi nó không thèm ra luôn á, nó ngồi đó nó chờ gì với mọi người. Hôm nay là lần đầu tiên ngồi quay vlog nhưng mà có một trợ lý ngồi cạnh. Tê, giọng dí bạn ngoan quá vậy. Bạn im lặng nha, mình đang quay vlog á. Cảm ơn bạn nha. Louis giờ phía sau mọi người thấy không? Chloe nghĩ là một trong những điều mình sẽ nhớ nhất khi mà không có làm việc tại nhà nữa là sẽ là hai cái đứa này. Và thật ra lý do vì sao mà tuần này Chloe vẫn chưa ra khỏi nhà nhiều á cũng là bởi vì Chloe cảm thấy là sẽ tội nghiệp hai đứa nó. Hiện giờ thì tất cả mọi người đều ở nhà cho nên là tụi nó rất là vui. Cho nên Chloe không tưởng tượng được là khi mà đã hết giãn cách hoàn toàn rồi á, mọi người sẽ đi làm, đi học là suốt ngày thì tụi nó sẽ như thế nào. Xong rồi Chloe để ý là dạo này những cái video mà Chloe quay lúc vừa ngủ dậy xong á thì giọng Chloe sẽ rất là trầm. Và chắc hiện tại giọng nó cũng đang như vậy. Nhưng mọi người sẽ để ý là Chloe sẽ nói một lúc sau thì giọng Chloe nó được warm up và nó sẽ trong trở lại. Cho nên là ok. Thật ra là Chloe đã rửa mặt và đã vỗ toner lên mặt rồi á. Nhưng mà nãy giờ có hai đứa này, thế là lông tụi nó hơi bám mặt Chloe. Thế là Chloe phải vừa mới lau một lớp toner lại. Và bây giờ thì Chloe sẽ đi đến bước serum luôn. Và ngày hôm nay Chloe sẽ dùng một cái serum đơn giản và lành tính thôi. Và đó chính là Senka Deep Moist 3X HA Serum. Từ tên gọi thì chắc mọi người cũng đã biết serum này có thành phần chính là Hyaluronic Acid. Nhưng mà Chloe muốn nói thêm một chút là bởi vì không phải là serum HA nào thì cũng sẽ có công dụng cấp ẩm và dưỡng ẩm tốt. Bởi vì HA thì rất là dễ bị tác động bởi môi trường bên ngoài, rất là dễ bị phá vỡ, cho nên là có khi chỉ nằm trên bề mặt thôi. Trong này sẽ có hai loại HA để cấp ẩm và khóa ẩm, cộng với HA dạng viên nang. Đây là hạt dưỡng ẩm siêu nhỏ được bao bọc bởi một lớp màng bảo vệ trong suốt, giúp HA không có bị phá vỡ khi mà tiếp xúc với bề mặt da, đảm bảo là HA được thấm trọn vẹn xuống các tầng biểu bì. Ngoài ra thì còn kết hợp với collagen giúp da căng bóng và giảm bớt các dấu hiệu lão hóa. Ngoài ra thì serum này còn được bổ sung thêm với thành phần từ thiên nhiên như là tơ tằm trắng, là một thành phần cũng rất là hay xuất hiện trong các sản phẩm của Senka, hay là mật ong và cám gạo. Về texture thì Chloe thấy bạn này có chất khá là lỏng và nhẹ, và lúc mà apply lên da thì nó sẽ tạo thành một cái lớp màng ẩm, và Chloe thấy là cái lớp màng này nó cũng thấm khá là nhanh. Và sau khi thấm hết rồi thì cảm giác rất là refreshing và da như được cấp ẩm tức thì. Chloe thấy là bạn này sẽ hợp dùng cho cả sáng và tối luôn. Sáng thì nó sẽ giúp lớp kem chống nắng cũng như là lớp trang điểm lên da được mướt mịn, và buổi tối thì nó sẽ cung cấp độ ẩm và tránh cho da bị mất nước, nhất là những bạn nào mà ngủ phòng máy lạnh như là Chloe. Chloe cũng có một tip nữa là khi mà dùng những cái serum HA thì mọi người nên dùng trên nền da ẩm để mà có hiệu quả tốt hơn nha. Điểm mà Chloe ấn tượng nhất là tuy giá thành vừa phải nhưng mà bạn này lại có công nghệ tối ưu từ Shiseido, chính là công nghệ HA Vinang như Chloe có nhắc đến ban nãy, và công nghệ Natuens giúp thúc đẩy quá trình thẩm thấu các dưỡng chất sâu hơn. Cuối cùng thì Chloe nghĩ là bạn serum này sẽ phù hợp cho những ai mà có da nhạy cảm nè, những bạn nào mà có mụn hoặc là những bạn mà đang cần phục hồi sau khi dùng treatment, bởi vì ngoài bản thành phần lành tính thì bạn này cũng không có cồn hay là hương liệu gì cả.
Và trước khi make up thì Chloe luôn có thói quen dùng son dưỡng, cho nên hôm nay Chloe sẽ dùng luôn son dưỡng của Senka. Đây là Perfect Aqua Lip Balm, màu hồng rất là xinh xắn như thế này. Chloe là một người dùng son dưỡng rất là nhiều, bởi vì Chloe luôn để son dưỡng ở trong tất cả những túi xách của mình, cho nên là không bao giờ là đủ hết. Và hôm trước khi mà Senka gửi hộp quà đến thì Chloe cũng dùng luôn bạn son dưỡng này và thấy khá là ok, cho nên là Chloe dùng luôn ngày hôm nay. Bạn này thì có HA, có vitamin E, chiết xuất cam thảo, không chì không cồn, cho nên Chloe thấy là dưỡng ẩm khá là tốt, làm mềm môi và nhất là để son màu sau đó lên không bị khô môi và màu lên cũng chuẩn hơn nữa. Lý do vì sao mà Chloe để latte trên ghế của mình á là bởi vì latte vẫn còn tè rất là lung tung, cho nên nếu mà để ra sàn này thì nó sẽ rất là dễ tè và thảm, cho nên Louis sẽ có thể đi xung quanh được nhưng mà latte là phải ngồi ngay cạnh Chloe. Tiếp tục update cho mọi người plan ngày hôm nay của Chloe thì hôm nay Chloe đã được quay trở lại đi làm móng với chị làm nail quen thuộc của mình. Chloe cũng không biết bây giờ thì tất cả các tiệm làm móng đã được mở chưa, theo như Chloe biết là chưa, nhưng mà Chloe thấy là những tiệm nhỏ nhỏ mà chỉ tiếp 1-2 khách một lúc á thì các chị đã mở rồi, cũng như Chloe thấy bạn Chloe cũng gọi thợ làm nail về nhà khá là nhiều. Trước đó thì mình sẽ có một hoạt động hào hứng hơn, exciting hơn nữa là Chloe sẽ đi pick up một cái túi Chanel mà Chloe mua. Chloe là một người xem chuyện mua đồ, shopping là retail therapy, tức là Chloe cảm thấy giải stress và Chloe rất là thích shopping à, cho nên là lâu lâu Chloe thích mua những cái món nhỏ nhỏ. Hiện tại thời điểm này thì cửa hàng Chanel vẫn chưa có mở cửa publicly lại để mình có thể vào lượn lờ mua sắm, cho nên là Chloe cũng mua hàng qua điện thoại với chị SA của mình. Xong rồi tối nay thì Chloe sẽ có một cái rehearsal livestream. Lý do vì sao mà livestream cần có rehearsal là bởi vì bình thường trước dịch á, khi mà Chloe làm với các brand thì mình sẽ đến studio có ekip rất là đông, bởi vì cái phần technical, cái phần kỹ thuật đằng sau những buổi livestream đó thì nó cũng khá là phức tạp. Nhưng bây giờ khi mà tự livestream ở nhà thôi á thì cái phần technical đó mình cũng phải test qua trước để mà không có những cái lỗi kỹ thuật đó, cho nên đây cũng là một phần mà Chloe cũng chưa có được trải nghiệm cho đến cái lúc dịch này. Nó nhìn buồn vậy ta, đừng có buồn hết. Alo, em tới rồi chị ơi. Dạ dạ. Dạ ok, vậy em lên ngay chỗ đây xem đèn đỏ ha. Và Chloe đã trở lại chỗ ngồi quen thuộc, nhưng mà trước mặt là nguyên một cái ring light rất là sáng, cho nên giờ này mà nó mới sáng như vậy. Chloe vừa mới rehearse livestream xong mà lại quên mất quay lại behind the scene. Ngày mai Chloe sẽ livestream những cái sản phẩm này. Đây là quà tặng thôi. Còn ngày mai, highlight ngày mai chính là những cái bộ sản phẩm 20 tháng 10 này từ Kérastase. Cái hộp quà này siêu siêu luôn á. Cái hộp quà này còn có nhãn tác được nhập khẩu từ sản xuất tại Ý. Quá xịn. Và tối nay thì Chloe còn một hoạt động nữa. Cái này không có plan lắm. Tuy nhiên là nhân dịp là Chloe vừa mới mua thêm đồ của collection Factory 5 của Chanel Beauty, là collection kỷ niệm 100 năm mùa nước hoa number 5. Cho nên bây giờ Chloe sẽ đi bộ ra Crescent Mall khá là gần nhà và để mình pick up đồ hôm nay mình cũng đặt mua, và cũng là lý do để Chloe bước vào mall lại luôn. Hôm nay là tối thứ 6 nhưng mà đây vắng. Hôm nay thì Chloe tiếp tục đi làm tóc, nhưng mà không phải là cắt hay nhuộm mà là chăm sóc tóc với liệu trình Fusio Dose tại salon của Kérastase. Lúc trước dịch thì thỉnh thoảng Chloe vẫn đến các salon có Kérastase để mà làm liệu trình này, để tóc mình được phục hồi và dưỡng chuyên sâu hơn so với những cái liệu trình hấp dầu bình thường. Và lần nào làm Fusio Dose xong thì Chloe cũng cảm nhận rõ là tóc mình suông mượt hơn và da đầu thực sự sạch, cũng như là nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Hôm đó thì Chloe không có cầm theo máy vlog cho nên mình không có quay được nhiều, nhưng mà mọi người yên tâm là Chloe sẽ có bài review chi tiết về liệu trình này trên fanpage nha. Hello. Hôm nay tụi mình lại vô Taka để Chloe có thể mua thêm một chút Factory 5. Và bây giờ thì mình sẽ đi lên nhà sách để anh Jim tìm mua một chút đồ nerdy. Wow. Đi lên nhà sách nhưng mà nhà sách vẫn chưa mở cửa. Sad, Jim is sad. Rất là nhiều chỗ vẫn chưa có mở lại á, cho nên là rất sad. Trong đó có nhà sách. Chưa bao giờ thấy Taka vắng như vậy. So sad.
tầng ở trên này là nhà hàng thì cũng đóng hết. Các mọi người xem là kể cả khi có hai tụi mình trong thang máy thôi á thì tụi mình vẫn giữ khoảng cách an toàn. Ủa, ở đây có mắt cơm rồi. Wow, mắt sáng lên. Eventually. Jim is so happy. Kiểu không có khách ấy, thì nên là mình có thể nhìn thấy order của mình. Hello. Hôm nay Chloe có một cái shooting ở nhà. Đây chính là Đức. Hello. Hello. Chloe rất là vui vì hôm nay mình nhận ra là đã 4 tháng rồi mới người khác make up cho mình. Không còn phải tự make up mỗi ngày nữa. Hôm nay Chloe có shoot hình chụp với background thiên nhiên một chút thì Chloe nghĩ là mình xuống vườn nhưng mình chụp luôn. Đây là bánh cuốn yêu thích của Chloe, đây chính là bánh cuốn trứng. Tóc tai make up đã xong. Bây giờ trước khi xuống nhà thì chúng mình cần phải có một cái sản phẩm riêng biệt, đó chính là xịt chống bụi cắn. Đây chính là must have item của Chloe khi mà đi xuống vườn. Hôm nay mình có tổng cộng là 4 layer tóc và đây là layer thứ 3. Nhưng mà chỉ có một cái background thôi cho nên là chụp khá là đơn giản. Rồi, vậy là đã xong. It's a wrap. Cảm ơn Đức. Tới chiều luôn chị. Tới chiều luôn. Hôm nay rất là buồn cười là thời tiết cứ 2 phút nó nắng, xong 2 phút nó mưa, xong 2 phút nó mây đen. Nhưng mà cũng xong rồi. Ngay khi mà biết tin là các cửa hàng Chanel mở lại thì Chloe đã ra để mà Chloe mua thêm. Vừa là mua cho mình nhưng mà hầu hết là Chloe mua tặng. Clash lần này có rất là nhiều items mà packaging là những cái vật dụng hàng ngày á. Như cái này thì mọi người nhìn thấy ngay đây là những cái tuyết màu vẽ. Mà Chloe thấy là body lotion làm cái tuyết này dễ dùng cực kỳ, kiểu như bỏ vào túi xách. So cute, xong rồi Chloe mua một cái gọi là mystery box. Thì nó sẽ có một cái hand cream đựng trong một cái túi. Rồi mình sẽ có một cái dũa móng tay. So fancy. Mà cái này là cái size nhỏ mà có thể dễ dàng bỏ vào túi của mình á. Và có một cái khăn hồi nhỏ, Chloe rất thích những khăn như thế này. Những cái khăn mà mình thả vào nước thì nó mới bắt đầu nó to ra. Thật ra đây là cái túi mà Chloe tặng quà đây nè. Còn lại đây là đồ của Chloe thì Chloe sẽ chụp hình. A few inches later. Hello. Hôm nay chúng mình được ship hàng, được chính founder của Hyphen ship hàng thôi các bạn. Wow, đúng mọi người, Chloe mua gì? Chloe hai đôi giày rất là hot trong này. Ok, bây giờ mời founder lên nhà chơi. Mời shop lên nhà chơi. Cho mọi người thấy behind the scene của sự messy của Chloe. Quá nhiều đồ. Hôm nay Chloe chốt lại cái vlog tuần đầu tiên sau giãn cách này một cách rất là thiết thực, là hôm nay chúng mình officially dời văn phòng về lại phòng cũ. Chloe cũng có share mọi người là đây chính là một cái phòng ở nhà Chloe mà Chloe đã chiếm dụng nó là văn phòng của mình trong suốt 4 tháng qua. 4 tháng mọi người, quá lâu rồi. Và đây là giây phút mà mình bắt đầu chuẩn bị trở lại về cuộc sống new normal. Hôm nay tụi mình cũng soạn được quà giveaway nữa. Đây là những món quà giveaway được 6 năm. Thì thật ra Chloe cảm thấy mình hơi gan một xíu khi mình làm giveaway ngay giữa tâm dịch luôn. Nhưng mà bởi vì đó là một dịp rất đặc biệt cho nên Chloe cũng làm á. Cho nên là bây giờ khi mà mọi thứ bắt đầu ổn trở lại hết rồi, bắt đầu thấy ship hàng trơn tru lại rồi, nhiều đơn vị nhận đồ hơn rồi, thì tụi mình đã bắt đầu có những cái gói quà cho mọi người. Hôm nay đã ship được một đợt cho các bạn trong Sài Gòn rồi. Và trong những ngày tiếp theo thì sẽ đóng gói ship đi tỉnh. Và Chloe cũng hy vọng là đợt này thì Sài Gòn sẽ thật sự khỏe lại dần dần thôi, chứ mình cũng không expect là mọi thứ sẽ trở về ngay trước dịch như chưa có gì xảy ra. Cảm ơn mọi người đã xem đến hết video này và Chloe sẽ gặp các bạn những video lần sau. Stay gorgeous.